Bây giờ chúng tôi sẽ nói về những cái quyền lợi mà anh chị sẽ được nhận sau khi mà anh chị làm việc từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thì anh chị sẽ được nhận những gì? Thứ nhất á, là anh chị sẽ có được cái lợi nhuận tức thì 23% trên mỗi cái sản phẩm mà anh chị bán ra. Cái thứ hai là anh chị sẽ có được cái khoản thu nhập từ cái chiết khấu bán sỉ. Bởi vì cái khoản thu nhập từ chiết khấu bán sỉ này chúng tôi trả ra từ 3% cho đến 21%. Tùy theo cái doanh thu mà anh chị bán như thế nào. Cái thứ ba là quà tặng có tổng giá trị lên đến gần 5 triệu khi mà anh chị tham gia trong cái tháng đầu tiên. Nếu anh chị hoàn thành cái đơn 3 triệu á thì anh chị sẽ được nhận được rất là nhiều quà, và tổng cái giá trị quà này lên đến 5 triệu là trong 3 tháng mà anh chị được nhận. Rồi cái thứ tư là cái tiền thưởng 22 triệu sau 6 tháng mà anh chị làm việc nghiêm túc. Thì cái tiền thưởng này chúng tôi gọi nó là tiền thưởng manager tăng trưởng. Cái thứ năm á, là tiền thưởng thăng chức. Thì anh chị sẽ được nhận 20 triệu sau khoảng 10 tháng anh chị làm việc. Bởi vì cái tiền này chúng tôi gọi nó là tiền thưởng director đó, anh chị sẽ được nhận sau 10 tháng thì anh chị làm việc ha. Cái thứ sáu là mỗi thành viên thì anh chị được nhận một cái xe tay ga là Honda Lead hoặc là Honda Airblade sau 14 tháng mà anh chị làm việc nghiêm túc, thì anh chị sẽ có cái cơ hội để được nhận cái xe tay ga này hoàn toàn miễn phí nha, anh chị không phải trả tiền gì hết. Cái thứ bảy, cái quyền lợi thứ bảy là anh chị được tham dự cái hội nghị khách hàng tại Đà Nẵng. Anh chị được ở resort 5 sao 3 ngày 2 đêm cũng hoàn toàn miễn phí, anh chị không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Mà cái chính sách này anh chị còn có thể mang gia đình mình đi được nữa nếu mà anh chị nỗ lực phấn đấu làm việc ha. Rồi cho đến cái thứ 8 là cái quyền lợi mà sau 2 năm mà anh chị làm việc á, thì anh chị được nhận một cái căn nhà trị giá là 1 tỷ 360 triệu hoàn toàn miễn phí. Và cái chính sách mà nhận nhà này thì năm vừa rồi chúng tôi đã trao cho 22 người được nhận căn nhà miễn phí từ Oriflame, mà trong khi mỗi tháng họ cũng chỉ bán có 3 triệu thôi chứ họ không có bán nhiều hơn. Chính sách này tôi thấy là rất là tuyệt vời. Khi mà anh chị chưa có nhà ở thì anh chị nên quan tâm đến cái cơ hội này ha.